Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để mà nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh hai loài ở dưới nước nha các bạn. Đó, ở đây thì mình đã tiến hành đặt mấy cái block sẵn rồi nè, để chúng ta biết nên xây cái chỗ nào. Đó, thì mình sẽ xây cái chuồng với cái kích thước là 65x40 nha. Ở đây để chúng ta lấy mấy cái kính cường lực ra trước đi. Đây. Rồi, không có đường đi xuống rồi. Ây da. Nhảy xuống đỡ cũng được. Mình sẽ xây một cái chuồng nhưng mà có cái hồ ở trong đó luôn nha các bạn. Và cái chuồng này mình dự tính nó sẽ cao 6 ô. Tính luôn cái ô ở cái ở trên luôn đó nha. Đây. 6 ô và chúng ta sẽ kéo 5 ô nữa cho nó đủ 6 đi. Ây da, nó cao quá nhảy lên không tới. Hay chỗ này nè anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái phần đế trước đã. Mình sẽ lắp cái phần đế bằng đất nha anh em. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành kéo ra, kéo cho nó đủ 40 ô mới được. À, ở đây là 38 thôi đúng không? Đó. Kéo ra 38 tại vì nó có 2 ô sẵn rồi nè. Wow. Kéo ra thêm nào. Rồi, bên này nữa nè. Chết rồi, cái này chúng ta phải tiến hành đếm từng cục rồi. Ây da. Rồi, qua chỗ này chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ đập mấy cái block này đi. Và chúng ta sẽ lót thêm nè. Đó, ốp thêm cho cái phần nền này nó thêm chắc chắn đó các bạn. Rồi, kéo ra ngoài này. Ây da. Rồi, tới đây là đủ rồi đó. Hả? À, ây da cái gì vậy? Hả? Con heo rừng này. Mày hả mày? Sung quá chừng sung luôn. Phải chướng thật. Rồi nó đi nó tấn công mình các bạn ơi. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành mình ốp lại luôn nha. Ốp full cái lớp đất ở đây luôn. Đó, hồi nãy mình ốp thiếu nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kéo nó ra luôn bằng kính cường lực đi. Chúng ta sẽ kéo 38 ô ra tiếp tục nha các bạn. Rồi 38 ô. Kéo cái đường này để làm cái khung trước cái đã. Để cho tí nữa xây chúng ta không có bị nhầm lẫn. Rồi cái khung tới đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng mấy cái cây iron wall nè để mà kéo cái bức tường bên đây qua luôn nha. Đó. Xài cái iron wall này cho nó lẹ. Đó, chỉnh sang chế độ cục dọc. Và chúng ta sẽ kéo ra cho nó maximum ra ngoài kia luôn. Quá đã các bạn ơi. Đó, tới đây rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái phần nền tiếp tục luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ kéo phần nền ra tút bên kia luôn. Wow, 65 ô lận đó. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ dùng mấy cây excavator để mà đào cho nó lẹ. Ok, tiến hành lắp phần nền thôi. À, trước tiên thì mình để mình lắp. Ây da, hơi bị khó khăn đây. Chúng ta sẽ lắp cái gì trước đây ta? Lắp bên đây trước đi. Đó. Lắp ra 65 ô luôn nha các bạn. Wow. Trời ơi, thiệt là khó khăn quá đi. À, có con hổ ở đây nữa nè. Mày đứng mày canh me tao đúng không? Wow, trong đây mấy cái con hổ với lại sư tử rồi, nó không có chủ động tấn công mình bằng mấy con heo rừng nữa các bạn à. Mấy con heo rừng nó sung lắm. Tuy nó tấn công cũng khá là đau đấy, nhưng mà nó không bằng mấy con hổ. Mà nó sung vãi chướng ra luôn. Nãy có một con nó tính tấn công tôi nữa chứ. Trời ơi, không thể tin được. À, có vẻ là chúng ta đã chạm được cái móc đây, ở đây rồi nè các bạn ơi. À, chạm được cái móc chỗ này rồi. Và chúng ta sẽ kéo. À, trước tiên mình teleport qua bên đây. Mình coi thử cái đã. Coi thử cái đã. Chỗ này nó ổn định chưa ta? Chúng ta đập mấy cái cây hoa hướng dương này đi. Để mà tí mình còn xây cho nó dễ dàng nữa. À, mình sẽ xây cái phần nền bên đây luôn nha. Đó. Trước mắt là xây cái nền để mà chúng ta tạo một cái khung bằng kính cường lực trước đã. Và có cái cây xẻng nè.
xài cho nó lẹ. Wow, chỗ này khá là trơn tru đây. Cái bông này cũng đập ra luôn nha các bạn. Ok, rất là nhiều cái bông ở đây nè, đập ra hết, đập ra để tôi xây dựng chứ. Rồi phần này mình sẽ tiến hành lắp lại nha. Nó bằng ở đây nè. Ôi vậy thì chúng ta sẽ đập ra. Trời, làm tưởng bị lố chứ. Mình xây mấy cái chuồng cho nó xem xem nhau ấy các bạn ạ. Để nó đỡ bị xấu đi á. Để mình chia sổ mấy cái glass này thành reinforced glass đi. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành trồng lên 6 ô nha các bạn. Và mình sẽ dùng cái wand để mà kéo ra tiếp tục nha. Tiếp tục xài cái wand cho nó lẹ. Thì mình sẽ kéo xong cái mặt này đi. Đó, rồi những cái mặt khác thì chúng ta sẽ tiến hành làm nhanh thôi nha các bạn. Wow. Đây sẽ là một cái chuồng cũng khá là đặc biệt đây. Nó sẽ là một cái chuồng kết hợp giữa một cái hồ và phần đất liền luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ kết hợp để cho chúng nó có thể tự do tung tăng chơi đùa được. Trời ơi. Này, để mình kéo xong cái phần này đi. Kéo cho xong cái này cái đã. Mấy cây quà này nó hơi hay bị hư liên tục nha. Nên chúng ta phải để ý khi mà sử dụng đó các bạn ạ. Rồi, gần tới đó nè. Tới rồi đó. Tới rồi. Thế là mình đã xong hai mặt rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái mặt còn lại. Nãy giờ thì mình có ốp cái phần đất nè. Cho nó không bị lủng lỗ đó các bạn ạ. Ok. Ở đây mình sẽ kéo lẹ luôn bằng cái này nè. Cứ xài mấy cái wand mà kéo cho nó gọn thôi. Đây sẽ là phần bề mặt thứ ba nha các bạn. Quá gọn luôn. Rồi chúng ta sẽ tới với cái bề mặt cuối cùng nha. Bây giờ có con cừu ở đây nè. Ui ui. Cái mặt cuối cùng thì mình cũng sẽ kéo ra như vậy luôn nha các bạn. Thì sau khi mình xong cái khung này á, mình sẽ tiến hành, nói chung là đào bới để mà xây dựng một cái hồ nè, cũng như là chúng ta sẽ lắp sao cho nó thích hợp, lắp cái phần đất liền á cho nó thích hợp cái đã. Ôi ôi, đây mình vừa mới nghĩ ra luôn. Ê, không biết có ổn hay không nữa, nhưng mà cứ làm trước đi rồi tính. Trời ơi. Để kết hợp mấy cái quan lại các bạn ơi. Nó hay bị hư lắm. Rồi sau khi kết hợp là phải chỉnh qua chế độ cục dọc. Chứ không là nó xây bề ngang là xong luôn đó. Ây da, chỗ này nó bị lỗi một block nữa các bạn nè. Để mình kéo cho xong cái đã rồi mình sẽ sửa nó sau nha. Rồi, kéo cho xong cái đã rồi chúng ta sẽ tiến hành sửa nó gọn bằng một cái block khác thôi. Rồi, phần còn lại thì mình sẽ tiến hành mình xây nhanh thôi nha các bạn. Ở đây mình sẽ xây ra 5 ô trước đi. Cái phần đất liền nó sẽ có diện tích là 5 ô, 5 x 5 trước.
Sau khi đã lắp xong cái phần sàn rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm luôn cái phần đất liền nha các bạn. Nó sẽ cao như thế này đây. Phần đất liền nó sẽ cao lên 3 ô như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành ốp mấy cái đất ở đây luôn đi ha. Mình sẽ ốp qua hết luôn. Nó sẽ hơi bị hao đất của mình đó. Wow, còn phần này mình sẽ ốp lên ốp thêm 2 ô nữa. Trời ơi. Nó sẽ cao như vậy nó mới ra cái hồ được các bạn ạ. Rồi, phần này chúng ta lại thêm 2 ô nữa. Đó. Mình sẽ tiến hành mình kéo ra gọn thôi. Mấy cái này chúng ta sẽ kéo ra rất là gọn luôn. Đó. May quá cái kia nó không có bị phạm. Rồi, trước tiên là kéo qua bên đây trước cái đã. Ây da, có con gấu trúc kìa. Nó đứng đó nó làm mình bị vướng. Ây da, đi chỗ khác đi con gấu trúc này. Ok, chúng ta sẽ kéo như thế này. Và một ô ở đây nữa. Mình sẽ tiếp tục kéo cái phần còn lại ra luôn nha các bạn. Đó. Phần còn lại nó sẽ như thế này đây. Wow, mình xây như thế này nó cũng hơi bị lãng phí đất quá ta. Hơi bị lãng phí quá đó. Thôi nhưng mà không sao đâu, đất mình cũng có rất là nhiều rồi. Đó, chúng ta sẽ tiến hành kéo tiếp cái phần còn lại ra luôn nha các bạn. Nhìn nó giống cái phần đất liền hơn rồi đó. Thì mấy cái con vật ở trong cái chuồng này á, có con nó sẽ ở dưới nước và có con nó sẽ ở trên cạn các bạn ạ. Nên mình mới xây kết hợp giữa cái phần đất liền cũng như là cái phần hồ đó. Rồi. Ở đây chúng ta cũng sẽ ốp ra tầm 5 ô thôi. Đó, đất liền chỉ là 5 ô thôi, không có quá các bạn ơi. Để cho cái hồ nó có thể bự hơn nữa. Đó. Nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ kéo cái phần nền thứ nhất ra trước. Ây da. Con gấu trúc này nãy giờ nó cứ lẩn qua lẩn quẩn ở đây hoài. Vướng tay vướng chân tôi nữa. Rồi, mình sẽ kéo tiếp tục luôn. Làm cho xong cái phần ở dưới cái đã. Đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành lên trên và làm luôn cái phần ở trên luôn nha. Đó. Lắp lại và chúng ta sẽ kéo ra tiếp tục. Trời ơi. Ây da, vẫn còn nè. Rồi. Ta-da. Đó, mình sẽ kéo qua tới phần thành hồ bên đây luôn nha. Ok. Ây da da, nó bị gì vậy? Kéo qua bên đây. Và đây là cái phần đất cuối cùng, cái phần tầng thứ 3 các bạn ạ. Trời ơi, xây nó lại quá mệt luôn. Đó. Và tầng này, ây da. Nó đang bị lỗi nè các bạn ạ, phải đặt như vậy đó. Nó bị hết lỗi lận. Rồi thì hai cái bề mặt còn lại mình sẽ tiến hành mình làm nhanh luôn nha.
ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái phần sàn bằng đất nha các bạn. Đó, chúng ta lại phải lắp thêm một cái sàn nữa để mà đặt nước ra các bạn ơi. Trời ơi, để mà đổ nước đầy cái hồ á. Rồi, mình sẽ dùng mấy cái dây qua này để mà kéo ra thật là gọn luôn nha. Chúng ta sẽ chỉnh theo chế độ xây hàng ngang này đi, để mà xây cho nó lẹ. Đó, bữa đây cũng như vậy luôn nha các bạn. Trời ơi, quá là gọn ghẻ luôn. Thì sau khi mình lắp full nước xong á, mình sẽ tiếp tục đào cái sàn này ra nữa. Nó hơi tốn công một xíu, nhưng mà không sao đâu nha. Trời ơi. Tưởng là mình quên mất rồi các bạn ơi. À, chúng ta đã quên lắp glowstone ở dưới đây. Cho nó sáng lên đó các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp hết glowstone ở đây luôn nha. Trước tiên là lắp 4 góc trước đi. Và cũng như mình sẽ đặt mấy cái trái banh cũng và những cái máy thổi bong bóng dưới đây luôn. Để cho cái bọn động vật thủy sinh ở dưới đây á, nó sẽ tăng cái điểm vui vẻ lên đó các bạn ạ. Ok, mình sẽ đặt một cái glowstone ở đây luôn nha. Đó, và cái cuối cùng ở góc bên kia luôn nha. 4 góc 4 cái. Và chúng ta sẽ tiến hành cân bằng cái số glowstone này cái đã. Thank you.
Ok, thì sau khi hoàn thành xong cái chuồng rồi thì mình sẽ tiến hành trang trí nó bằng mấy cái cây nha các bạn. À, và nó thêm phần sinh động một cái. Và nó cũng sẽ bị nó cũng sẽ bớt nắng hơn nữa. Đấy. Wow. Trước tiên thì mình sẽ trồng mấy cây sồi trước cái đã. Đó. Trồng mấy cây sồi luôn. Wow, bên đây sẽ là một cái hàng sồi nha các bạn. Rồi. Ở đây một cây nữa. Trời ơi. À, và có ông thỏ ở đây nữa nè. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành trồng mấy cây bạch dương nha. Mình sẽ trồng hết đủ loại cây ở đây luôn nha. Trồng luôn cái cây bạch dương ở đây. Và bên đây hai cây nữa. Ok. Tiếp theo đó mình sẽ tiến hành trồng mấy cây acacia nha. Tuy nó không hợp lý cho lắm nhưng mà thôi kệ, trồng luôn. À, trồng luôn mấy cây acacia đi. Rồi. Và bên đây chúng ta lại trồng thêm mấy cây cao cổ đại nè. Paleorap. Quá nhiều paleorap luôn. Đây một cây nè. Đây một cây. Đây một cây nữa. Ở dưới đây đi. Ở dưới đi một cây nữa. Rồi. Và bên đây một cây nữa nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ trồng tiếp mấy cây lá kim luôn nha các bạn. Đó. Mấy cây brush sapling nè. Brush. Trồng một cái cây cổ thụ. Ôi sao cái cây này nhìn nó nhỏ vậy. Chúng ta sẽ trồng một cái cây bự ở đây đi. Phải cao như vậy các bạn ơi. Và ở đây một cây nữa đi ha. Wow, cây này thì siêu khủng luôn. Và cuối cùng thì sẽ là cái cây rừng nha các bạn. Jungle. Chúng ta sẽ trồng một cây jungle ở đây đi. Và một cây nữa ở chỗ này luôn nha. Trời ơi, cái hồ nó lại mát liền. Mình đã che bớt nắng rồi các bạn à. Đó, quá tốt luôn. Chúng ta sẽ lại bón mấy cái bột xương ở đây cho nó thêm rậm rạp cái đã. Đó. Nó sẽ hơi bị, nó sẽ thực tế hơn một xíu. Rồi. Cứ bón hết quanh cái hồ đi. Nhìn nó hấp dẫn nha. Đó. Khá là xịn luôn. Sơ nhuy. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã xong luôn nha các bạn. Ôi ôi. Để chúng ta sẽ dọn dẹp mấy cái sapling này cái đã. Dọn dẹp mấy cái chồi non này hết đi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn mấy cái crafting box nè. Để cho bọn này nó có thể chơi đùa được. Cái này thì mình sẽ gắn rải rác ra thôi. Tại vì chủ yếu bọn này nó sống dưới nước rồi các bạn. Ok. Nó sống dưới nước nên nó không có thể lên cạn mà nó tương tác với mấy cái này được. Ở đây một cái nữa đi. Bên đây một cái. Một cái nữa không ta? Một cái nữa ở đây đi. Rồi, có vẻ là đủ rồi các bạn ơi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hành gắn mấy cái khúc cây treo lủng lẳng nè. Cũng như là mấy trái bon. Mấy cái trái banh chúng ta sẽ rải đến đây luôn. Nhưng mà với số lần ít thôi. Đó. Tại vì ở dưới hồ mình cũng đã có cái rải mấy trái banh sẵn hết rồi nè. Wow, cái khúc cây treo lủng lẳng này có thể treo lên được mấy cái lá luôn các bạn ơi. Wow. Khá là hư cấu đây, nhưng mà không sao. Đó. Mình sẽ treo một vài khúc ở chỗ này luôn nha. Và bên đây một khúc nữa đi. Đó. Khá là xịn đây. Bên đây một khúc nữa nè. Rồi. Mình sẽ cất lại hết nha các bạn. Thế là đã xong phần cái chuồng rồi đó. Trời ơi. Thiệt là mệt mỏi quá đi. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành phần dọn dẹp cái đã. Trời ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã xây dựng và trang trí xong cái chuồng luôn rồi nè. Có cái hồ ở giữa nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô cái viện nghiên cứu này nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành lấy mấy cái DNA ra cái đã. Thì hai loài trong tập ngày hôm nay đó chính là Henodus. Và Nautilus nha các bạn. Ốc anh vũ và một loài rùa cổ đại nha. Ở đây mình sẽ chia đều mấy cái DNA của nó ra cái đã. Wow. Henodus thì mình có 8 cái DNA, còn ốc anh vũ mình có 9 cái luôn. Wow, nhiều quá vậy. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ chia đều vào mấy cái thùng cấy đi. Cho hết vào. Rồi, để mình đi mình lấy sữa mình cho tụi nó nữa chứ. Lấy sữa bỏ vào bên đây nữa nè. Đó.
Rồi chúng ta cũng sẽ cần lấy thêm rất là nhiều sữa thôi các bạn ơi. Đi ra em thằng bò ngoài này múc sữa vô hạn luôn. À, rồi thì vô trong đây chúng ta lại tiếp tục cho sữa vào. Ở đây mình sẽ cho hai bình luôn nha các bạn, để tí đỡ mất công cho tiếp. Ồ, bên đây cũng hai bình luôn. Bên đây nữa nè. Rồi, bên đây cũng hai bình luôn nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi múc sữa nữa thôi. Đi múc hoài luôn đó. Trời ơi. Ây da, may tôi còn một cái xô ở trong đây nữa. Mấy cái xô đó mình hay dự trữ để mà chế tạo mấy cái thùng cấy các bạn à. Tại vì mấy cái thùng này nhiều khi nó bị thất bại hoài như vậy á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đứng đây và chờ mấy cái thùng cấy này nó làm xong cái đã. Nó tiến hành cấy ghép DNA cái đã. Hay nói cái khác là nó sẽ hồi sinh mấy con cổ đại này đó các bạn ạ. Và đây là cái DNA cuối cùng của mình rồi nè. Ôi ơi, đang chờ nó. DNA của con Nautilus các bạn ạ. Tại vì con này nó có 9 cái DNA lận đó. Và khá là lâu vậy. Cuối cùng nó cũng đã xong rồi nha các bạn. Trời ơi. Đây rồi. Trời ơi, nó cho mình rất là nhiều trứng luôn. Và cái loài Nautilus thì nó cho mình cũng là trứng. Một loài là trứng của ốc và một loài là trứng của rùa nha các bạn. Để chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Và đầu tiên mình sẽ tiến hành hồi sinh mấy con ốc anh vũ trước nha. Thì mấy cái Nautilus này, Nautilus spawn này á, chúng ta chỉ cần lít chuột phải là nó sẽ spawn ra thôi nha các bạn. Rất là đơn giản luôn. Wow, 9 con lận, cứ bỏ ra thôi. Ốc anh vũ đó các bạn à. Loài này là một loài cổ, rất là cổ đại luôn. Tầm 350 triệu năm tuổi rồi, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại nha các bạn. Và vẫn được tìm thấy ở Việt Nam nha. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là nó cũng sắp tới nguy cơ tuyệt chủng bớt rồi đó. Tại vì cái vỏ nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Mấy con này thì khi mình nuôi á, nó sẽ không ăn không uống gì cả. Khi mình chơi trong game á nha, nó sẽ không ăn không uống gì cả đâu nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho mấy con Henodus, mấy con rùa cổ đại hồi sinh luôn nha. Đó, trước tiên mình sẽ cắm mấy cây đuốc xuống cái đã, cho nó đủ cái hơi ấm. Một cây ở đây và đó, ta sẽ cho như vậy. Một cây ở đây nữa và cho hai cái trứng ở đây luôn đi. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đứng chờ nó một xíu thôi. Khá là xịn luôn. Trời ơi. Để mình lấy bột xương mình bón thêm cái chỗ này cái đã. Nó hơi bị trống các bạn ơi. Bón cho nó rậm rạp một xíu. Đây. Wow, được 24% rồi, cũng khá là nhanh đó ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống xem mấy con Nautilus này cái đã nha. Đây. Chúng ta sẽ cho các bạn xem điều bất ngờ. Khi mà tới gần á, nó sẽ tiến hành thục vô nha các bạn. Thục mấy cái xúc tu của nó vô nè. Đó nè. Đó, tới gần trong vòng 3 block nha các bạn. Đó. Trong vòng 3 ô thì nó sẽ tiến hành kiểu như là tự bảo vệ bản thân nó vậy đó. Cũng khá là hay đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đứng đây mình chờ mấy cái quả trứng này nó nở ra cái đi. Đó. Wow, đã được 85% rồi nè các bạn ơi. 86% rồi. Ồ. Mấy quả trứng của chúng ta nó sẽ tiến hành rung lắc nhanh thôi. Vừa dứt xong luôn. Ồ, 3 quả rồi. 3 quả tiến hành rung lắc rồi nè. Ồ, 2 quả bên đây vẫn chưa hả? 4 quả, 5 quả, 6 quả luôn rồi. Và 2 quả cuối cùng chưa chịu rung lắc luôn. Ồ, đây rồi các bạn ơi. Đây là mấy con Henodus nha. Ồ. Mấy con rùa này thì nó rất là hao hao cái rùa hiện đại ha. Nhưng mà nó hơi bị bẹp ra một xíu các bạn à. Rồi, để chúng ta phá mấy cái đuốc này đi. Đỡ vướng chỗ. Rất là nhiều em Henodus luôn nè. Đây, tụi nó ăn cỏ bạn ơi. Và nó ăn theo cái chức năng kiểu như là lọc ở dưới nước các bạn à. Wow, có một con nó đã nhảy xuống rồi kìa. Bọn này lanh thật sự. Mấy bọn này thì nó có thể vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước luôn nha các bạn. Rồi, trước tiên để mình tiến hành lấy mấy cái lú ra trước đi. Đó. Và lấy luôn Essence of Chicken nữa chứ. Nước cốt gà. Để coi thử nước cốt gà nó có hiệu quả với bọn này hay không.
Bọn Nautilus thì không có thể ăn không uống được. Đó, nên là nước nước cốt gà nó không có hiệu quả. Rồi, ở đây chúng ta có một cái con cái nữa các bạn ơi. Đó, mình sẽ cho nó lên kích cỡ tối đa nha. Để coi với mấy ngày tuổi thì nó sẽ đạt maximum. Ui, mát rồi các bạn ơi. Wow, tiếng Anh nó bơi xuống dưới luôn nè. Wow, xịn nhở. Đây, và 4 ngày tuổi đó đã đạt cái thước maximum luôn nha các bạn. Oh, cũng khá là xịn đó. Ok, để mình kiếm thêm hai con đực và một con cái nữa. Để cho nó đủ một đôi luôn nha các bạn. Đây, ở đây chúng ta có một con cái nè. Mình sẽ cho nó lên kích thước maximum luôn. Đây, bên đây một con nữa. Và đây là con đực các bạn ơi. Khá là xịn đó. Rồi, con này cũng maximum luôn rồi nè. Để mình kiếm thêm một con đực nữa nha. Đâu rồi? Một con đực nữa đâu rồi? Wow, đây là con cái nè. Ta-da. Ồ, đây là con đực các bạn ơi. Khá là xịn. Ồ, các bạn thấy nó đổi cái màu. Nó tươi hơn nữa các bạn à. Khá là đã luôn. Rồi, thế là mình đã xong cái loài rùa cổ đại Henodus rồi nha các bạn. Đó. Mấy cái con ốc anh vũ này á, nếu các bạn đi quá xa các bạn ạ, thì nó sẽ bị despawn đó các bạn ạ. Tức là nó tự biến mất luôn. Đây, ở đây nó có tự sinh sản mấy cái trứng ra nè. Wow, bọn này cũng khá là xịn đó ha. Nó tự để trứng ra luôn các bạn ơi, quá đã luôn. Wow, để mình cho mấy con Nautilus con ra thôi. À, đỡ mất công. Rất là nhiều Nautilus luôn. Trời ơi, có con thỏ nó cũng bơi ké ở dưới đây nữa nè. À, đây, bên đây nó còn một cái trứng nữa nè các bạn à. Một cái bọc trứng. Cho nó ra lò luôn đi. Ok, thì mình sẽ tiến hành đưa cho các bạn hai thông tin về em ốc anh vũ Nautilus cũng như là rùa cổ đại Henodus này nha. À, và khi chơi game này các bạn nên cẩn thận với những con này, tại vì nó hay despawn lắm. Những con Nautilus ấy.
Đó là một vài thông tin về ấp Anh Vũ cũng như là Henodus nha các bạn. Hơi hơi. Đây, ở đây bọn này nó lại tiếp tục sinh sản nữa nè. Thôi ơi, nó sinh quá chừng luôn. Đây, thêm một cái bọc trứng nữa. Wow, khá là nhiều bọc trứng ở qua đây luôn các bạn ơi. Ây da da, tôi xém hết hơi đó. Đây, một bọc trứng ở đây. Và bên đây nó còn một bọc trứng nữa nè. Quá chừng Nautilus luôn nha các bạn. Để cẩn thận hơn thì các bạn nên ở gần cái bọn Nautilus này để mà tránh cái tình trạng nó despawn. Hoặc là các bạn nên thu giữ thật là nhiều cái bọc trứng của Nautilus á, để mà khi nó despawn chúng ta còn có thể sinh ra lại nha các bạn. Trong cái game này nó đang bị lỗi như vậy đấy, mình cũng khá là thất vọng. Hay da. Thôi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Và like fanpage Fury Gaming để cập nhật thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.